du ký chương thứ 50 Nghe tiếng phình phờ Xanh cực khổ Cãi lời ngay thẳng bị yêu mà Khi bốn thầy trò qua khỏi sông Thông Thiên Nhằm tiết mùa đông lạnh lẽo Cùng nhau ăn sườn nằm tuyết Đạp sỏi dày sành Đi hèn lâu gặp núi đá chấp trồng Đường đi gầy gắt Tam tạng nói Thế này thì phải trèo non mới được, sòng núi cao thì nhiều beo cọp và thú dữ, các trò phải đề phòng. Tôn hành giả thưa rằng, xin thầy đừng hồ nghi, anh em chúng con đồng lòng sợ chi hùm beo yêu quái. Tam tạng y lời dục ngựa lên được hai phần hòn núi, xảy thấy dựa chân núi có lầu đài. Tam Tạng mừng rỡ nói rằng, ta đã đói và lạnh, phần đi lên cũng mỏi mệt, đằng kia có lầu đài chắc là xóm nhà hoặc chùa miếu, hãy vào đó dùng cơm rồi sẽ đi. Tôn hành giả nhướng con mắt xem rõ, lầu đài này hơi dữ, mịt mù, trên mây chiếu những yểu khí, liền dây lại mà thưa rằng, thấy hồi, chỗ ấy hiểm nghèo lắm, chẳng phải hiền đâu. Tạm tạm nói, lầu đài tử tế như vậy thì không lẽ có yêu à? Tôn hành giả cười rằng, yêu tinh thần thông lắm, hóa chi cũng được, chẳng lựa là lầu đài, nếu đi vào thì chắc là mắc kế nó. Tạm tạm nói, ta thiệt là đói quá chừng. Tôn hành giả thưa rằng, thầy đói thì xuống ngựa mà ngồi, đợi còn đi ăn xin cơm chỗ khác. Tam tạng y lời xuống ngựa, xà tàng mở gói lấy bình bát đưa cho tôn hành giả hành giả dặn rằng sư đệ đừng đi tới cứ ngồi đây bảo hộ sư phụ và đợi ta nhé tôn hành giả tuy đã dặn xa tăng mà còn ngại tàm tạng sinh sự nên còn dặn rằng thầy ơi trốn này nhiều vật dữ thầy chẳng nên đi tới mà lầm còn biết tính thầy không chịu ngồi một chỗ nên là để con làm phép cho thầy ngồi nói rồi lấy thiết bảng vẽ một cái vòng xung quanh chỗ tam tạng ngồi và nói rằng thầy ngồi ở chính giữa xá tăng và bắt giới ở hai bên cái vòng này còn đã khoán rồi dầu vách sắt tường đồng cũng không dám sánh dẫu cho hùm beo yêu quái cũng khó xông vào có chuyện chi thì còn chịu tội nếu mà thầy bước ra khỏi ngoài cái vòng này rủi ro thì chịu trắng khá trách con nhé dặn dò rồi nhảy lên mây bay qua phía nam ngó thấy xóm nhà liền nhảy xuống cò ông già kia già mở cửa chống gậy ra ngó trời mà nói rằng gió tây bắc thổi già chắc mai trời nắng gắt nói vừa dứt tiếng thấy con chó chạy cửa sửa vột ấy là hành giả ông già ngó lại thấy tôn hành giả một tay sách thiết bảng một tay cầm bình bát bước tới mà thưa rằng Tôi là hòa thượng nước đại đường, vâng chỉ đi thỉnh kinh ở Tây Phương, nay thầy tôi đói lòng, xin ông trò nhỏ một bữa. Ông ấy nói, thầy đừng lo việc đi hóa trai, đi lạc đường mà cũng không biết. Đường đi Tây Phương là đại lộ, sao lại quẹo vào ngõ này, ước ừ xà hơn ngàn dặm, sao chưa kiếm mõ mà tháo ra. Tôn hành giả cười rằng, <cười> thì là thầy tôi ngồi tại đại lộ mà đợi tôi đi hóa trai đó ông già ấy nói hỏa thượng rồi sao không giữ theo ngũ giới à, dám buông những lời nói chớ trêu lẽ nào nhịn đói bảy ngày mà đợi học trò đi xin cơm ngàn dặm à tôn hành giả cười rằng thôi không dám nói dối thiệt là đi không đầy nửa khắc đã đến đây như xin cơm được thì tôi đem về kịp đúng ngọ ông già ấy kinh hãi mà nói rằng hỏa thượng này là yêu quỷ chứ không phải là người ta và nói vừa chạy tôn hành giả nhảy theo níu lại mà nói rằng ông chạy đi đâu co cơm thì cho xin chút đỉnh mà ông ấy nói không có không có nhà tôi sáu bảy miệng ăn nấu có một bữa co bà tổ gạo mà bây giờ chừa chín xin thầy hãy đến chỗ khác mà hóa chai tôn hành giả nói lời tục ngữ rằng đi ba nhà không bằng ngồi một chỗ vậy thì tà nán đợi cho xong ông ấy tức mình giá cây gậy đập vào đầu tôn hành giả Tôn hành giả cười mà rằng khai Mặc ý ông đập bao nhiêu thì đập Xong phải nhớ mấy gậy thì mấy chén cơm ha Ông ấy đập bảy tám gậy mà không thấy có chút lắc nào thất kinh quẳng cây gậy, chạy vô đóng cửa mà nói rằng có quý, có quý, nội nhà nghe hồ hoáng, kinh hãi đóng cửa trước và cửa sau. Khi ấy tôn hành giả nổi giận, nghĩ thầm rằng ông này nói cơm chừa chín, xong chưa biết là có thiệt hay không, chỉ bằng ta tàng hình vào xem thử. Nghĩ rồi tàng hình vào nhà, giờ chảo cơm còi lại mới vừa chín, liền kê bình bát xúc đầy rồi đằng vân trở lại. Nói về tam tạng, ngồi đợi hèn lâu, không thấy tôn hành giả trở lại, liền đứng dậy ngó chừng mà nói rằng, cải còn khí này, nò xin cơm xứ nào mà lâu về quá. Bát giới cười rằng, họ đi chơi trò sướng bắt thầy trò mình ở lại ngồi tù tàm tạm nói sao gọi là ngồi tu? bắt giới thưa rằng họ trời đất đắp đất để lề lao này hành giả bắt trước vẽ vòng trò thầy trò mình ngồi như là tù vậy nếu mà có cọp bèo yêu quái tới chắc là trước ăn thịt thầy tam tạng hỏi ngộ năng người tính lẽ nào mới là vô sự Bác giới thưa rằng, chỗ này trống trải lạnh lùng, thiệt là bất tiện lắm. Nếu ngồi lâu ở đã tê chân rồi, cho nên là chi bằng ở đi dần. Sư Huỳnh hóa trai trở về, bày theo cũng đặng. Tam tạng số cực, nghe tiếng thị phi, lấy làm hợp ý lắm. Liên lên ngựa đi dần dần. Không bao lâu đã đến trần núi, tới chỗ lầu đài, thấy cửa ngõ một cánh khép, một cánh mở. Bát giới buộc ngựa tại cửa, xà tầng để gánh đổ xuống nghỉ ngơi. Tam tạng ngồi ở trên ngạch cửa ngõ. Bát giới nói, cái chỗ này chắc là nhà quan lớn hệ, nên là không ai lai vãng ở trước sân. Vậy thì thầy với sư đệ ngồi ở đây hệ, để còn vào bên trong xem thứ. Tam tạng nói, phải giữ khuôn phép, chẳng nên lao trao, người của trách khó lòng. Bát giới thưa rằng, từ khi còn thọ giáo đến nay, thật là nhu mỉ lắm, trắng nghênh màng như trước mà thầy lo lắng cho nhọc lòng. Nói rồi dắt đinh ba vào lưng, xốc áo, sứa lại ngay thẳng, đi hỏa hưởng lần vào. Thấy ba căn nhà cao, cuốn rèm trong nhà trống lộng không có ai, chẳng có bàn ghế chỉ hết. Bát giới đi thắng vào nhà cầu, ngó thấy ở trên lầu có mở cửa sổ, mùng màn rủ xuống bịt bùng bát giới nói chắc là chủ nhà sợ lạnh cho nên là mới sú mùng mà nằm đó nói rồi leo thang lên lầu khoát màn ra còi thử bát giới ngó thấy một đống xương ở trên giường cài sọ bằng cái tô ống xương đỏ dài bốn năm thước bát giới mùi lòng mà than rằng wow chẳng nguyên soái thì cũng tướng quân đời nào còn sọ với còn chân anh hùng hào kiệt này đâu vắng đổ đống xương tả thấy rừng rừng bát giới ngâm thơ rồi nó thấy sau màn có chiếu sảng ngỡ là người phụng tự thắp đèn coi lại không phải ấy là cửa xong dọi nắng mặt giới đi lần tới, thấy ba cái áo gấm lót bông để ở trên bàn độc. Bát giới thỉnh hết và ba cái xuống lầu trở ra nói với Tam Tạng rằng Bạch thầy, Ấy là nhà hoang không có ai hết. Lão Trư vào nhà rồi đi lên lầu, dở màn ra thấy đống xương ở trên chiếu. Đi tới một chút rồi ngó thấy bà cái áo để ở trên bàn, lấy xuống đây chìa nhau mà mặc kẹo lạnh. Vậy thì thầy dùng một cái cho ấm, nó là cái áo gấm lót bông đó. Tạm tạm nói không nên, không nên. Trong luật có nói rằng, ăn cắp là ăn trộm cũng đồng tội. Nếu người bắt đặng thì khó lòng, đem trả cho mau chẳng nên chỉ hoãn. Chúng ta ngồi đây đụt gió, đợi hành giả trở lại sẽ đi. Bát giới bạch rằng, có ai đâu mà sợ bắt, vô của vô chủ thì lấy nào có phải trộm cắp chỉ. Tàm tạm nói, ngươi làm trái lẽ lắm. Há chẳng nghe cái câu nói sách rằng, làm chuyện quấy trong nhà tối mặc lòng, còn mắt thánh thần ngó thấy như chớp nháng. Hãy đem để đè lại chỗ cũ, của trái lẽ thì chẳng nên dục Bát giới cười rằng Thầy chê mà không mặc thì thôi Thề còn bận trò ấm cật chờ sử huỳnh lại thì sẽ đi Gia Tăng nói Thế thì đệ cũng mặc một cái như huynh Hai người bận áo vừa rồi Áo nó thắt lại như trói kẹ Hai tay đều chéo sau lưng Đông ngạ lằn xuống đất Tôn hành giả kinh hãi lại không thấy gì tức mình quá mà không biết làm sao được. Khi ấy chúa yêu ở trong động, nghe tiếng té ở trước cửa, biết là chúng đã mắc bẫy. Sai tiểu yêu ra xem thử, coi trói được mấy người. Tiểu vương vừng lời ra, tiểu yêu vừng lời ra trước, còn chúa yêu thầu phép biến mất lầu đài. Khi ấy tiểu yêu già bắt tam tạng và dắt ngựa vào trước, đứa thời dẫn xa tăng bắt giới theo sau. Chúa yêu thấy tam tạng bèn nói chắp tay quỳ dưới đất liền nạt lớn hỏi rằng người là hòa thượng ở đâu dám to gan lớn mặt bán ngay mà ăn cắp y phục của ta tam tạng khóc và thưa rằng bần tăng vâng lệnh đường thiên tử đi qua tây phương lại phật thỉnh kinh nhân vì đói quá sai học trò lớn đi hóa chai chừa về bởi tội cãi lời nó nên vào đây trốn gió không rẻ hai cái đứa đồ đệ lấy nhầm áo nên tội lây và chàng như vậy xin đại vương lấy lòng nhân đức tha bần tăng đi thỉnh kinh về đông độ tôi sẽ thuật chuyện đại vương rộng lòng hỉ xả chúa yêu cười rằng <laughs> ta thường nghe thiền hạ đồn rằng ăn một miếng thịt của đường tăng thì sống lâu ngàn tuổi răng rụng rồi cũng mọc đầu tóc cũng sẽ hóa thành xanh mà ngươi tính nạp mình thiệt ta có lộc cho nên cũng không dám phụ mà bỏ qua còn cái học trò lớn của ngươi họ chi tên chi đi hóa trai tại trốn nào đó bát giới nói hớt rằng sư huynh của ta là tôn ngộ không 500 năm trước đánh phá thiên cung còn làm chức tề thiên đại thánh chúa yêu nghe nói mọc ốc nghĩ thầm rằng à, thổ nay nghe tiếng nó đã lâu không dè nay lại gặp ngẫm nghĩ rồi Chuyển trói đường tăng giam lại và hóa phép thâu bảo bối báo tiểu yêu lấy dây khác trói xà tăng và bắt giới đồng khiêng bỏ và sào động đợi bắt được tôn ngộ không sẽ ăn thịt một lần tiểu yêu vừng lệnh còn tôn hành giả hóa trai về trốn cũ ngó không thấy thầy trò còi nét vẽ vẽ một vòng vẫn còn nguyên hiện xem qua lầu đài hồi nãy thì chẳng còn nữa mà đã biến mất rồi tôn hành giả than rằng ôi thôi chắc là bị cái con yêu nên nó bắt hết rồi nói rồi lần theo dấu ngựa đi đặng sáu dặm đường gặp một ông già chống gậy đi tới sau lưng theo một đứa tiểu đồng Tôn hành giả để bình bát xuống bái liền. Ông già đáp lễ và hỏi rằng, thầy ở đâu đến đây? Tôn hành giả nói, bốn thầy trò tôi ở nước đại đường, vâng chỉ đi thỉnh kinh, bởi thầy tôi đói bụng nên ngồi đợi tôi hóa trai. Khi trở về kiếm hoài không được, chẳng hay ông có gặp cùng chăng? Ông ấy cười rằng, hơ, 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 tôi mới gặp ba thầy cho đi lạc vào động yêu rồi. Tôn hành giả thưa rằng, chẳng hay động yêu ấy ở đâu, xin ông chỉ cho tôi đi đòi lại. Ông ấy nói, núi này gọi là Kim Đầu Sơn, co động Kim Đầu Động, chúa động là Độc Giác Tỷ Đại Vương, Thần thông cao lắm, võ nghệ trên đời, bà thầy trò chắc chết muôn phần, nếu mà hòa thượng đi tìm thì e mà hại nữa. Tôn hành giả nói, cảm ơn ông nói giúp, xong bề nào thì tôi cũng phải đi tìm. Ông già hiện nguyên hình quỳ xuống mà thưa rằng Tôi thiệt là thổ địa, đợi đại thánh đã lâu Xin đưa bình bát cơm cho tôi giữ đặng đại thánh rảnh tay mà đi rảnh tay mà đi đánh yêu Chừng cứu đậm thầy rồi thì tôi sẽ giao cho đường tăng Mới biết đại thánh thiệt tình hóa trai cực khổ tôn hành giả mặc cỡm nạt rằng cải còn quý giả muốn phải đòn sao chẳng nghinh tiếp ta lại giả hình gạt gẫm thổ địa thưa rằng là tôi biết ý đại thánh nóng đẩy nên là phải giả dạng mà cắt nghĩa cho dành. tôn hành giả nói vậy thì người phải giữ bình bắt cho ta nhá đợi cứu đạo thầy thì trả lại nói rồi sằng quần sách thiết bảng tới trước cửa động xem thấy tiểu yêu đường tập võ tôn hành giả kêu lớn rằng tiểu yêu bày về báo với chúa động rằng có học trò lớn của đường tăng là tôn ngộ không tề thiền đại thánh đến đấy báo trả thầy cho mau kéo chết cá ổ tiểu yêu vào báo lại chúa yêu mừng rỡ mà nói rằng ta từ khi xuống phàm trần đến nay không tập rèn võ nghệ nay có người giỏi tới thiệt là đánh xứng tay luôn dịp tập võ nghệ chơi kẹo luống Nói rồi truyền tiểu yêu đèm cầy giáo dài 12 thước, dẫn tiểu yêu ra động mà hỏi rằng, ngộ không là thằng nào? Tôn hành giả nói, ông ngoại mi ở đây, hãy trả thầy thì ta thì em, bằng nghịch chắc là tàn sát. Chúa yêu nạt rằng, cái con tinh khỉ mà tài mà dám buông những lời như vậy, bởi thầy ngươi ẩn cắp y phục của ta nên bị bắt giam cầm sào động cũng gần ăn thịt bây giờ đây. Nếu mà người đánh với ta bà hiệp mà cầm đồng thì ta sẽ trả lại. Băng thua thì chết một chỗ với nhau. Tôn hành giả cười rằng <cười> người đừng có khóe miệng với ta, Dán mà chịu một cái thiết bảng nói rồi đập liền độc giác tỷ đưa thường giả đỡ hai người đánh ba chục hiệp cầm đồng độc giác tỷ thấy ngộ không đánh thiết bạc giọng lắm liền khen rằng thiết là võ nghệ cao cường đáng mặt náo thiền cùng lắm Nói rồi tiểu yêu áp tới chợ chiến, phú vây sau trước bịt bùng. Tôn hành giả trắng nao, ta sùng hữu đột. Xong tiểu yêu nó cứ việc vầy hoài. Tôn hành giả nối nóng, quăng thiết bảng lên biến ra trăm ngàn đánh xuống tiểu yêu kinh hãi mà chạy dài độc giác tỷ cười ngất rằng <cười> cái con khí này đừng có vô lễ hay con bừa bối của ta nói rồi lấy chiếc vòng ở trong áo đưa ra còi màu trắng trong như ngọc quăng lên hảo quàng chiếu sáng lỏa. thâu thiết bảng nhập lại một cây mặc vào trong chiếc vòng giả xuống tôn hành giả bị nó thầu mất thiết bảng còn tay không túng quá phải bay đi. Độc giác tỷ không theo, đem nhau vào động. Thật ra, mình cao thì họ lại cao hơn. Chín họa mười tai cũng chẳng sợ. Chỉ trách thầy không ngồi một chỗ, cái lời báo hại cực nhiều hơn. Hết chương thứ 50, chương thứ 51. Thánh thần có phép còn chưa giỏi, nước lửa không linh rước uổng công. Tôn hành giả túng thế phải chạy Về ngồi sau hòn núi cưng đầu mà thao giả Thầy ôi Con đã giúp thầy đi tới Tây Phương Trở thành chính quả Ai ngờ này mất thiết báng rồi Tay không thì làm sao mà đánh lại nó Khóc rồi Nghĩ rằng Cái con yêu này nó biết ta đại náo thiên cung Chắc là nó là vì tinh tú chỉ dáng hạ đó Chỉ bằng cứ gốc mà phăng nghĩ rồi cân đầu vân lên nam thiền môn gần linh tiểu điện giải thấy các tiên ông trường đạo lăng hứa chân quân khường hữu tế bốn vị thiên sư đồng anh tiếp mà hỏi rằng đại thánh đến có sự chi tôn hành giả nói tôi có việc cần khiếp lắm xin bốn ông làm ơn tâu dùng đặng tôi vào chầu thượng đế bốn vị thiên sư ý lời vào tâu lại rồi ra đòi hành giả vào đền Tôn hành giả tâu rằng Tôi bảo hộ đường tăng đi thỉnh kinh thuở nay hẳn mắc nạn Bây giờ gặp yêu quái dữ Bắt thầy tôi quyết lòng ăn thịt Tôi tìm đến cửa động Đánh với nó cầm đồng Bị phép linh thầu mất cây thiết bảng Nó lại biết cội rễ của tôi Nên là tôi nghi là tinh tú dáng hạ lắm Nhờ âm trời trò trà xét thâu về Tôi lấy làm may mắn Tâu rồi liền quỷ lại các tiên ông hỏi rằng, cái con khỉ kia sao lại ngồi trước nghinh ngang, bây giờ lại cung kính thế? Tôn hành giả nói, không phải đâu, bởi mất thiết bảng rồi nên là hết múa. Thượng đế truyền chỉ khả hàng trượng nhân Trần Quân tra thử coi vì sao nào dáng thế, tức thời phải tổ, thâu về. Khi ấy, khả hàng trượng nhân Trần Quân phụng chỉ đi với tôn hành giả tra xét các vì sao, đều đều đầy đủ mặt hết thảy khả hàng trượng, Trân, trượng nhân trần quần vào tâu lại thượng đế phán rằng như vậy chẫm ban chỉ cho tồn đại thánh đặng pháp đưa ít vị thiên tướng đi mà đánh yêu Bốn vị thiên sư giả truyền chỉ lạ tôn hành giả bàn luận rằng Khi trước lão tôn phản thiên cung không có tướng nào đánh lại Nay còn yêu ấy giữ hơn lão tôn nữa Thế còn viện thiên tướng làm chi? Hứa Trần Quân nói Xưa khác nay khác bây giờ nhiều kẻ tài năng, lẽ thường một người hay một nghề lại vật trị một vật, đại thánh phải tuân trí, chọn một ít vị thiền tướng trợ chiến với mình, chớ hồ nghi mà hư việc. Tôn hành giả nói, như vậy thì cảm phiền Trần Quân Tâu lại, xin thỉnh Lý Thiên Vương và Na Cha, vì hai người ấy nhiều phép trị yêu, đánh cậu mày còi thử. Khi ấy hứa chân quân vào tàu như vậy, Thượng Đế truyền chỉ đòi hai cha con Lý Thiên Vương cập theo tôn hành giả. Tôn hành giả nói, xin chân quân tàu dù một chuyện nữa, cho tôi thỉnh hai vị lôi công, đợi nó giao chiến với Lý Thiên Vương, hai vị thiên lôi thừa cơ ở trên mây đánh xuống. Hứa chân quân vào tàu nữa, Thượng Đế sai Đặng Thiên Quân và Trường Thiên Quân là hai vị lôi công đồng theo trợ chiến. Khi các vị cùng đến núi Kim đâu. Tôn hành giả hỏi rằng, chẳng hay tính ai để khiêu chiến. Lý Thiên Vương nói, Na Cha đánh 96 động yêu vì nhiều phép báo, nay để sau đi trước coi thế nào. Tôn hành giả nói, như vậy thì để lão tôn dẫn thái tử đi. Na Cha hăm hở đi theo tới cửa động. Tôn hành giả thấy đóng cửa kêu lớn mà rằng, yếu quái, trả dư vụ cho ta. Tiểu yêu vào báo lại, độc giác tỷ nghe báo liền cầm giáo ra cửa động chí na cha mà cười rằng mi <laughs> là con trai út của lý thiền vương chuyện chi tới động tả mà khiêu chiến na cha nói bởi ngươi làm loạn bắt thánh tăng nên ta vâng chỉ đi vấn tội độc giác tỷ nổi giận mà nói rằng na cha phái tôn hành giả viện ngươi đến trợ chiến đó chẳng ta là người quyết ăn thịt thánh tăng mi là trẻ thơ ngay tải phép bao nhiêu mà cứu được nói rồi đấm nà trả một giáo na cha đưa gươm trả miêu lên đỡ liền hai người hỗn chiến với nhau tôn hành giả chạy lại kêu hai vị lồi cổng bảo đánh lưỡi tầm rét mà trợ chiến khi ấy hai vị lồi công mới tới thấy Na Cha dùng mình biến ba đầu sáu tay, cầm sáu món bình khí mà đánh. Độc giác tỷ cũng hiện ra ba đầu sáu tay, cầm ba cây giáo cự chiến. Na Cha quăng sáu món bình khí là khám yêu đao, chám yêu kiếm, phượng yêu sách, hàng ma sử, tú cầu, hóa luân nhi. Sáu món ấy biến ra muôn 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 ngàn ngàn đánh vại xuống. Độc giác tỷ chẳng hề sợ, lấy cái chiếc vẳng quăng lên hào quang chiếu sáng thấu sáu món bình khí ấy liền na cha còn tay không thất kinh bại tẩu độc ra tỷ thắng trận vào động nghỉ ngơi còn hai vị lồi công ở trên mây bàn luận với nhau rằng máy mà chúng ta chậm tay chờ phải bất tử cũng mất lưỡi tầm xét và búa mà chờ khi ấy hai vị lồi công đi với na cha hành giả đồng tới trước mặt lý thiên vương na trà thừa rằng còn hiểu ấy nó thiệt là thần thông cảo lắm tôn hành giả nói tài phép nó cũng tầm thường ngặt cái chiếc vòng hay thâu phép của người ta lấy làm khó chị lắm lý thiên vương nói ta thấy nó thâu hết phép của thái tử thiệt không biết tính kế chi tôn hành giả nói tính kế chi mà chị đặng chiếc vòng thì ta bắt nó dễ lắm Lý Thiên Vương nói: "Nước và lửa không vị vật chi, họa trừ đặng chiếc vòng ấy." Tôn Hành Giả nói: "Phải lắm. Vậy thì thời các ông nán lại, tôi đi thỉnh sao huỳnh hoặc là Hỏa Đức tinh quân đem lửa mà đốt tiêu chiếc vòng mà bắt nó, trước là cứu thầy tôi khỏi nạn, sau là thâu bửu váp cho các ông về chơi." Na cha nghe nói mừng dỡ dặn rằng: "Xin đại thánh đi cho cần kíp." Khi ấy tôn hành giả hiện hào quang lên đến cung đồng huệ, hỏa đức tinh quân ra ngoài nghinh tiếp mà nói rằng hôm qua khả hạng trượng nhân trà tại đây không có ai dáng thế đâu. Tôn hành giả nói, à, cái chuyện cha xét đủ mặt thì tôi cũng đã hay rồi. Nay là na cha thái tử bại trận, bị yêu nó thầu hết cả binh khí. Nên là thỉnh tinh quân trợ chiến một phen. Bởi vì cái con yêu ấy, nó có một cái chiếc vòng hay thầu bửu pháp lắm. Chúng tôi bàn luận rằng lửa đốt vật chi cũng cháy tiêu hết. Nên là viện tình quân đốt nó và cái chiếc vòng ấy mà cứu thầy tôi. Hỏa đức tinh quân nghe nói, truyền hộ tướng đem các món hóa lửa đi theo. Khi hỏa đức tinh quân và tôn hành giả về đến, Lý Thiên Vương chào rồi nói rằng, tôn hành giả khiêu chiến cho còn yêu giả đánh với ta, đặng hỏa đức tinh quân đốt nó. Tôn hành giả y lời khiêu chiến, tiểu yêu vào báo lại, độc giác tỷ dẫn yêu quái ra động hỏi rằng, cái còn khí đột lại viện quân nào nữa đó. Lý Thiên Vương lướt tới hét rằng, Ngươi có biết ta chăng? Độc giác tỷ cười mà nói rằng Lý Thiên Vương báo cửu cho con út Và đòi lại bình khí lại phải không? Lý Thiên Vương hỏi Một là báo cửu và thầu bình khí Hai là bắt con yêu quái mà cứu đường tăng Hãy còi ngọn đào của ta đây Đố chạy đi đâu cho khỏi Nói rồi, liền vớt một ngọn đao, độc giác tỷ đưa thường giả đỡ, hai người đường hỗn chiến. Tôn hành giả nháy lên chót núi, nói với hỏa đức tinh quân, còi chừng đốt nó. Hỏa đức tinh quân truyền thuyền giã rồng lửa, ngựa lửa, chuộc lửa, đáo lửa và cung lửa, tên lửa đồng tuôn ra một lượt. Khi ấy Lý Thiên Vương thấy nó lấy chiếc vòng ra, thì kinh hãi bại tẩu, độc giác tỷ đuổi theo. Xảy thấy Lý Thiên Vương biến mất, lửa ở trên núi cháy xuống dần dần. Độc giác tỷ quăng chiếc vòng lên, thầu hết các món làm lửa rồi quay về động tức thì còn hỏa đức tinh quân cầm cờ lệnh trong tay thầu bộ tướng mà xuống núi lý thiên vương nói Hà, cái con yêu này nó thiệt là dữ quá mà chuyến này nó thầu thêm khí giới của hỏa đức tinh quân thì biết tính làm sao mà trị nó Tôn hành giả cười rằng <cười> Nó không sợ lửa chắc là nó phải sợ nước Để lão tôn viện thủy đức tinh quân Dừng nước ngập động hết Giết nó cho rồi đời Sẽ lấy các phép lại Nói rồi cân đầu vân quả bắc thiên môn Đến cùng ổ hạo Thủy đức tinh quân ngành tiếp nói rằng Hôm qua khả hàng trượng nhân vầng chỉ đi xét cung ổ hạo vì lớn số quá nên điểm chưa đủ các tướng thì không biết có vị nào trốn hay chẳng. Tôn hành giả nói, con yêu ấy chắc không phải thần sông thần biển đâu. Hồi nãy lão tôn lên cung đông huê, thỉnh sao huỳnh hoặc đi đốt nó, bị nó thầu hết hỏa khí rồi. Tôi nhắm chừng nó không sợ lửa, thì sợ nước, nên là thỉnh tinh quân đèm nước rừng dâng vào động cho nó chết đi, mà cứu thầy tôi. Thủy Đức tinh quân đòi hà bá sông huỳnh hà, truyền theo trợ chiến với đại thánh. Tôn hành giả hỏi, Thế thủy bà đem vật chi mà đựng nước? Hả bá nói, tôi có cái bát ngọc đựng nước. Rồi nói lấy cái bát ngọc ở trong tay áo đừa ra. Tôn hành giả hỏi, thế cái chén ngọc bầy lớn mà đựng nước bao nhiêu? Hà bá thưa rằng, tiểu thần không dám nói dấu đại thánh. Cái bát này đựng hết sông Hoàng Hà. Nếu muốn dùng nửa sông thì đem nửa bát nước. Tôn hành giả cười rằng, <cười> nửa sông cũng hiếm. Nói rồi từ giã thủy đức tinh quân. Hà Bá múc nửa bát nước đi theo Hà hành giả. Khi ấy đến núi Kim Đâu, các thần đồng mừng rỡ. Tôn hành giả thuật chuyện rồi, rồi nói rằng Thủy Bá theo ta đến động, xuất kỳ bất dừng dâng nước lên, trò chết hết cá ố nhá. Lão tôn lập tức đi cứu thầy. Dặn rồi đến cửa động kêu lớn rằng: "Yêu tích máu mở cửa ra mà dâng thủ cấp." Độc giác tỷ truyền quân mở cửa mới cầm giáo bước ra, hà bá hắt nước vào trong động. Độc giác tỷ thấy nước dâng tới, liền lấy vòng đưa ra, nước chảy rội lại cuồn cuộn tôn hành giả kinh hãi thót lên mây hà bá nhảy lên chót núi các thần thấy nước chảy mênh mông đều đẳng vần ngó xuống tôn hành giả hoảng kinh mà nói rằng ôi nước này tràn xuống chắc ngậm ruột lân cư chẳng hề vào đặng động của nó vậy thì thủy bá hãy thâu nước cho mau Hà bá thưa rằng, đổ nước rồi thì lấy lại sao đặng, tiểu thần không biết pháp thâu, xong tính nước thì chảy xuống, không bao lâu cũng trở về sông, chẳng can chi mà ngại. Giây phút nước rút hết, thấy các yêu nháy nhót trước cửa động như thường. Lý Thiền Vương nói, té ra nước không vào động chút nào, rất là uổng công thủy bá. Tổn hành giả nổi nóng, Xăng tay áo chạy đến trước động đánh tiểu yêu quẳng giáo chạy tan chúng nó vào báo rằng giặc khí đã xông vào đường nhảy lằng bà trước động độc giác tỷ sách giáo ra sông già mà cười rằng cái con khí này chẳng đánh lại ta lại ưa dọa hấm giặc nhỏ mi rượt theo chúng nó mà nạp mạng hay sao tôn hành giả nói cháu đừng dễ ngươi ở ngoại đấm cho một đấm bây giờ Độc giác tỷ cười ngất mà nói rằng <laughs> Mật gậy rồi thì đã cua tay Hãy còn làm túng Nay còn chỗ nghề võ đánh quải Cày tay nắm bằng một cái hột đào Muốn cự với bàn tay trái đấm Thôi 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 Ta cũng bỏ giáo Đánh quá một trận với ngươi Nói rồi hỗn chiến Các vị thần ở trên núi đồng nhảy xuống phủ vây Các tiểu yêu binh chủ trợ chiến Tôn hành giả nhắm bề đấm không thấm chỉ nó liền nhổ một nắm lông quăng ra Biến ra bốn năm mươi con khỉ đột Con thì ôm giò mà kéo Con thì móc mắt còn lại lồi lưng Độc giác tỷ thất kinh Lấy vòng già liệng lên Thâu khỉ biến ra lồng Hành giả lại phải chạy nữa Còn các vị thần thì chạy trước đã xa Vì thấy trước vòng nên là lùi hết Tôn hành giả nói nó có tài phép tầm thưởng ngặt nó có chiếc vòng độc lắm bây giờ hết phép rồi thì biết tính phải làm sao hỏa đức tinh quân và thủy bá nói rằng co khó chí lấy được chiếc vòng thì bắt nó như nháy mắt tôn hành giả nói thế làm sao mà lấy được chiếc vòng nó hoặc là ăn cắp mới được cho hai vị lôi công cười rằng Chứ một mình đại thánh ăn cắp được thôi mà thôi Nhờ cái chuyện cũ ấy, ăn trộm rượu, ăn trộm đào, ăn trộm thuốc Thiệt là trong nghề có một không hai mà Mà này cũng nên Rõ dở nghề cũ ra chứ Tôn hành giả cười rằng <laughs> Hay ông á, điểm chỉ hay lắm mà để lão tồn đi dọ coi như thế nào Nói rồi nhảy xuống biến ra con lẳng xanh, bay vào trong động Thấy độc giác tỷ đưa ngồi ăn thịt rắn khô nai, gu lạc đà, tài con gấu, ăn và uống rượu hóa nghê, tôn hành giả biến làm con tinh đầu heo rừng, đứng trả trộn với tiểu quỷ, dòm hoài không thích chiếc vòng, lần dần ra sau hề nghe rồng gầm ngựa hí. Coi lại thì rồng lửa, ngựa lửa bị treo, lại có thiết bảng của mình dựng vào vách, trong lòng mừng quá, Liên hiện nguyên hình, sách thiết bảng mặt đánh và chạy ra khỏi động. Tiểu yêu kinh hãi, chúa động bó ăn, dẫn bình đuối theo ruột. Còn tôn hành giả thì nhảy lên chót núi, độc giác tỉ theo hoài. Hết chương thứ 51, chương thứ 52, hành giả cầu Phật tổ, lão quân bắt Chúa yêu. Khi ấy Lý Thiên Vương thấy Tôn Hành Giả nháy lên chót núi, liền hỏi thăm việc ấy như thế nào. Tôn Hành Giả đương thuật chuyện, xảy thấy độc giác tỷ đại vương dẫn tiểu yêu đến chân núi, gióng trống khiêu chiến. Tôn Hành Giả nối nóng, sạch thiệt bảng nháy xuống nạt rằng, cái loại yêu quái đi đâu đó. Độc giác tỷ mắng rằng, mi là cái con khấy vô lễ, sao lại dám giật đổ ta giữa ban ngày. Tôn Hành Giả nói, hơi mi dùng đồ thế mà lấy thiết bảng của ta làm sao nói ngược ta là giật của thiết bảng này của mi hay sao nói rồi đánh bố độc giác tỷ đưa thường giả đỡ hỗn chiến hơn 3 giờ trừ phần thắng bại mặt trời đã chen lặn độc giác tỷ mới thâu binh trở về cửa động tôn hành giả sách thiết bảng về nói với chư thần rằng còn yêu ấy nó bị lão tôn đánh cho một trận mỏi mê các ông hãy an lòng mà ngồi nghỉ để tôi vào động một lần nữa quyệt ăn trộm cho đặng chiếc vòng sẽ bắt nó lấy khí giới lại cho các ông về luôn thể na cha nói đại thanh nóng nảy quá này đã tối rồi dạng ngày đi cũng đặng tôn hành giả cười rằng cái chú nhỏ này chưa thạo việc đời đi ăn trộm ban ngày sao được dính mò lúc ban đêm bây giờ không đi thì còn đợi chừng nào nữa nói rồi cửa trúng chim, thâu thiết bảng dắt vào lỗ tai nhảy xuống núi biến ra con dế chui vào trong động dựa vào vách thấy bảy yêu vừa ăn uống rồi bay chiếu mền đi ngủ đến canh hai lần đến phòng của chúa yêu nghe độc giác tỷ dặn rằng ạ chúng bay phải canh giờ nghiêm ngặt nha kéo hành giả no biến hóa vào lấy đồ đó dặn dò rồi mới đi ngủ khi nó cởi áo bay chiếc vòng trong bắp tay hảo quảng sáng giới độc giác thì lần chiếc vòng lên bắp tay chắc cứng rồi mới chịu ngủ tồn hành giả hóa ra còn bọ chét nhảy phóc lên giường lén cắp bắp tay còn yêu nhảy nhợm độc giác thì vừa trả tay vừa mắng rằng Mấy cái thằng mọi nó muôn đỏ mà không rũ mẻn quẹt trâu cho sạch rẽ Để cái còn chi nó lộn và nó căn bắp tay tả đảo như quá chừng mà Nói rồi lăn chiếc vòng lên rồi ngủ nữa còn tôn hành giả khi cắn nó no rồi nháy trái ra ngoài, dây lâu lại cắn nữa, có ý làm cho nó bị sưng bắp tay, phải lần chiếc vòng ra cườm tay, trò dễ cởi lén, hoặc là ngứa lắm, nó cởi vòng ra mà gãi thì cờ giật ngược mà chạy đi mà nó cũng không cởi tôn hành giả liệu bề cởi vòng nó không đặt liền nhảy xuống biến làm con dệt cưỡi chui ra ngoài bay đến phía sau ngó thấy hỏa long hỏa mã bị treo rồng đương gầm ngựa đường hí tôn hành giả hiện nguyên hình ngó thấy sáu món binh khí của na cha dựng dựa trùng quanh vách và đao lửa cùng tên tên lửa lại có một nắm lông để trồng trong chậu nhỏ tôn hành giả mừng rỡ hà hơi trên lồng trậu hiện ra bầy khỉ tôn hành giả truyền truyền vận đổ ấy theo mình mở rồng lửa ngựa cởi hỏa long mở cửa bay lên, ra khỏi rồi nối lửa đột động. Thương hại bảy yêu bị chết thiêu hết phân nửa, đứa còn sống cũng phóng mình. Còn tôn hành giả cưỡi rồng dẫn bảy khỉ lên núi. Trong lúc ấy mới canh ba, trừ thần thấy lửa đó trời, đông ra còi thử. Tôn hành giả kêu lớn rằng, các ông, ra dạ đây mà thâu binh khí nào. Nói rồi truyền quân hầu đẻ xuống Tôn hành giả dùng mình một cái Thâu bầy khỉ hoàn lông vào mình Na cha và hỏa đức tinh quân Khỏi mất đồ đều mừng rỡ Đồng khen tôn hành giả thiệt hay Nhói nhắc lại độc giác tỷ đại vương Hay lửa cháy động mình hãi kinh trò dậy Cởi chiếc vòng ra Cầm chạy phía nào thì lửa phía ấy tặt hết Ra sau vườn coi lại Ba thầy trò tam tạng còn bị trói như thường Xong những cửa hoạng lại mất hết. Độc giác tỷ nghĩ ra rồi nổi giận mà nói rằng chắc là tốn hành giả nó biến ra cái còn trì mà cắn bắp thầy ta đó. Thấy ta trà lỏng chiếc vòng rồi nó cũng lần lên nữa nên nó liệu bề khởi không nổi chiếc vòng nên là nó mới đào soát mà lấy trộm đồ lại làm khỉ đốt động cho cái tặc hầu nó ngỡ là ta bị thiêu trắng ra bửu bối của ta là ngũ hành đặc hết ta quyết bắt con khí này mà phân thây mới là hả giận mắng lầm bầm mà trời sáng không hay dạng ngày các vị thần nói với tôn hành giả rằng chúng tôi nhờ đại thánh đem các binh khí về nay trời sáng rồi đồng xuống đánh một trận cầu may tôn hành giả cười rằng <cười> phải phải Nói rồi liền sách thiết bảng đi tiên phong tới cửa động, thấy đã điều tản. Tiểu yêu đứa thì hốt cho, đứa thì quẹt động. Chúng nó thấy tôn hành giả tới trước, chư thần kéo theo sau. Tiểu yêu nó thất kinh, quăng trồi chạy vào phì báo. Độc giác tỷ thật sắc, sạch giáo ra trước động mắng rằng có con khỉ ăn cướp, này dám cả gan trộm đồ và đốt động. Nói rồi đâm một thương, tôn hành giả đỡ và đánh lại. Khi ấy Na Cha Thái tử nổi xung, hóa được tình quân nóng giận, đông sùng vào chợ chiến, tứ bẻ đánh vãi như sửa. Lý Thiên Vương đừa đảo vốt liền, lồi cồng lấy lưỡi tầm xét mà đánh lại. Độc giác tỷ niệm chú lấy chiếc vòng quăng lên, thầu ráo trờn các món. Khi ấy độc giác tỷ đắc thắng về động, chuyên tiểu yêu lấy đá xây cửa động và vách tường, sửa soạn như làm nhà mới. Lại dặn rằng, chúng bay chịu khó làm lại động ngay như xưa, ta sẽ làm thịt bá thầy cho đường tăng trước là tống quái và cúng đất đai sau uống rượu với chúng bay một trò trường thọ tiểu yêu mừng rỡ vâng lời nói về chư thần lên núi đổ thừa và trách nhau hỏa đức tinh quân trách na trà nóng nảy nên hết đổ lý thiên vương nói tại lôi công bồn chồn mới mất búa chứ cò một mình hà bá vô sự ngồi làm thinh mà không nói tới ai tôn hành giả cười rằng <cười> tôi rình mò hơn nửa đêm mới lấy được đồ ẩm nó giật lại ban ngày ai nấy cũng tay không chẳng nên phiền não để tôi đi tra lại một lần nữa coi nó là giống chi na cha nói đại thánh đã tâu xin chỉ đi xét rồi hết bây giờ lại còn trà xét xứ nào tôn hành giả nói Chắc nó là yêu tinh tại trùng giới hạ giới gì đó Để lão tôn qua tây phương bạch Phật tổ Xin ngài đoán thử nó là vật chi Và hỏi trước vòng cho giả mối Hoặc là tội viện đặng sẽ bắt nó Lấy binh khí lại về cho các ông nha Chư thần đồng khen phải và nói rằng Đại thánh đi cho mau đi Kẻo chúng tôi chờ đợi Khi ấy tôn hành giả cân đầu vân bày tới Linh Sơn Xảy nghe tiếng kêu lớn rằng Đại thánh đi đâu đó Tôn hành giả ngó lại thì thấy một vị Phật, vị ấy là Tỳ Khưu Ni. Tôn hành giả bái và bạch rằng, tôi đến ra mắt Phật Tổ có việc cần dùng. Tỳ Khưu Ni hỏi, có việc cần dùng sao không ra mắt Phật Tổ, còn đứng đó xem núi làm chi? Tôn hành giả bạch rằng, tôi mới đến cảnh Tây Phương, xem nên là xem núi Linh Sơn cho biết. Tỳ Khưu Ni nói, vậy đại thánh theo tôi, đem vào ra mắt Phật Tổ. Tôn hành giả y lời đi theo tỷ khưu ni, vừa tới cửa thì gặp ông Phật Kim Càng đón lại và chào hỏi, rồi vào đại hùng bửu điện, bạch cùng như lai Phật tổ rằng có tề thiên đại thánh muốn cầu xin giả mắt ạ thích ca như lai truyền vào hành giả quỳ lệnh xong xả như lai hỏi rằng ngày trước ta nghe quan âm bồ tát nói người đã quy y theo phật bảo hộ tam tạng đi thỉnh kinh sao hôm nay đến đây một mình vì sự chỉ đó hành giả bạch rằng Kể từ đệ tử thọ giáo đến nay, bảo hộ đường tăng đi qua Tây Phương thỉnh kinh, không ngờ đến núi Kim Đâu, rồi gặp cái con yêu thần nó thần thông quảng đại, nó bắt thầy tôi mà giam. Tôi đánh với nó nhiều phen nhưng mà không trừ được nó, nhờ ơn thượng đế xài thiền tướng trợ chiến cũng đều bị trước vòng của nó thầu hết bình khí, không biết tính làm sao, nên là tôi đến đây xin Phật tổ xin cứu thầy tôi, trừ loại yêu quái. Thích ca như lại nghe lời, liền ngó về núi Kim Đâu, biết rõ cội dễ, dây lại mà nói với hành giả rằng Chuyện này ta đã rõ rồi, xong chẳng dám cho người biết, để ta giúp chư yêu. Tôn hành giả bạch rằng, chẳng hay Phật tổ giúp tôi phép chi. Thích ca như lại nói, lấy 18 hột kim đơn xa, mỗi người cầm theo một hộp, theo trợ chiến với tôn ngộ không mà bắt yêu quái. Tôn hành giả bạch rằng, Chẳng hay kim đơn xa ra thế nào, dùng làm sao mà bắt đặng yêu quái. Thích ca như lại nói, ngươi khiêu chiến nó ra khỏi động. 18 la hán, đông quăng 18 hột kim đơn xa. Tuy là cái hột ấy coi như đạo bằng vang mà thần thông cảo lắm. Nếu nó bị quăng nhằm mình thì giờ cẳng không lên, cục cửa chẳng đặng, tự ý ngươi, trói bắt như khúc cây. Tôn hành giả mừng rỡ, cười rằng, như vậy thì hay lắm, xin trợ chiến đi mau. Nói rồi từ tạ, các vị la hán đồng đi theo. Ra đến ngoài đường, tôn hành giả đếm lại có 16 vị liên hỏi lớn rằng, sao các ông dám ăn bớt nhân số? 16 vị la hán hỏi, ai ăn bớt nhân số? Tôn hành giả nói, nếu không ăn bớt thì sao, thập bát là hán mà còn có 16 ông. Xảy thấy dáng lòng là hán và phục hổ là hán chạy ra hỏi rằng Hai ta ở lại sao nghe Phật tổ dạy việc Sao người dám ăn nói hỗn láo thế kia Tôn hành giả cười trời Đồng đằng vân theo các vị ấy Khi đến núi Kim Đâu Các vị chư thần đồng nghinh tiếp Tôn hành giả nóng ruột nói rằng Thôi hơi nào mà nói rằng mất cả thì giờ Hãy đi cứu thầy tôi cho mau Hành giả nói rồi nhảy xuống núi, đến cửa động mà mắng rằng, cái đồ yêu quái gớ, mau mà bảo biểu ra tiếp ông ngoại mi. Tiểu yêu vào báo, độc giác tỷ nói rằng, cái con khí đã bị thâu rồi rồi, nếu mà muốn đến đây đánh đâm đánh cú. Nói rồi dẫn tiểu yêu ra cửa mắng rằng, tặc hầu, thua hai trận rồi không biết xấu hổ, ta đã tha cho khỏi chết là còn phước, sao lại còn đến tìm họa nữa hứ. Hành giả nói, Bi là cái con yêu khủng, Không phải biết phải quý Nếu muốn ông ngoại đừng đến nữa Thì phải trả sư phụ và sư đệ cho ta chứ Độc giác tỷ nói Sư phụ và sư đệ của ngươi đã tắm rửa sạch sẽ rồi Đợi nước sôi là làm thít Ngươi con trông đợi cái nỗi gì Tôn ngộ không nghe nói nối sung Nháy tới thòi đại Độc giác tỷ đưa thường giả đỡ Hỗn chiến một hồi Tôn hành giả vừa đánh vừa chạy độc giác tỷ cư đuổi theo giây phút tôn hành giả dạ ngó ngoái thấy 18 tám la hán đứng ở trên mây liên hối quăng kim đơn giả trợ chiến thập bát là hán quăng kim đơn giả một lượt độc giác tỷ còn mắt đố hào quang không biết kim đơn giả là vật gì thất kinh cúi đầu mà tránh trắng ngờ chân lún hơn bà thước gió không lên dán nháy vọt lên rồi cũng vướng lẩy nữa độc giác tỷ thất sắc cởi cái vòng quăng lên nghe tiếng kẹng nó thâu hết sách kim đơn ra rồi liền lùi về động tôn hành giả hỏi các la hán rằng sao các ông không lấy kim đơn xa? thập ban la hán nói chúng tôi quăng xuống một lượt nên nó mắc lầy hai lần sau nghe một tiếng kẹng không biết là kim đơn ra bày đầu mất tôn hành giả cười rằng như vậy thì bị chiếc vòng nó thâu rồi chư thần can rằng Thôi, mất hết bứu bối rồi thì làm sao mà bắt nó cho được Giáng Long là Hán và Phục Hổ là Hán đồng hỏi hành giả rằng Ngộ không có hiểu hai ta vì cớ nào mà hồi nãy đi trễ chẳng? Tôn hành giả nói, um, thiệt là lão tôn không hiểu. Hai vị là Hán nói, Phật tổ có dặn rằng nếu mất hết kim đơn xa thì bảo Ngộ không lên thái thượng lão quân mà truy nguyên thì mới rõ được. Tôn hành giả nghe nói than rằng Phải gì như Lai nói phứt cho lão tôn tử trước Để khỏi nhọc lòng các ông lặn lội mà Trừ thần nói Việc đã gấp lắm rồi Vậy thì đại thánh đi phứt cho mau Tôn hành giả nghe lời Cần đầu vần đi nữa khi tôn hành giả đến cùng đầu xuất chạy đãi vào đụng nhầm thái thượng lão quân liền bái mà thưa rằng tôi hèn lâu mới đến viếng ông mà vô ý đụng nhầm thì xin ngài miễn chấp hay. lão quân cười rằng giáo người không theo tam tạng đi thỉnh kinh còn cái chuyện chi nên đến đây mà làm bộ khí hả tôn hành giả nói thỉnh kinh thỉnh kinh đi hoài đi hãi gặp quý gặp yêu Hừ, bây giờ đến ngày cầu cứu đây này Lão quân cười rằng <cười> Gặp yêu thì đánh nó Cán chi mà phải cầu ta Tôn hành giả nói Gặp yêu gặp yêu khổ biết bao nhiêu Muốn tìm cội dễ Nên phải lên đây Lão quân nói Ta ở cảnh tiên thành tịnh vô sự Ngươi tìm cội dễ làm chi Tôn hành giả làm thinh Cứ ngó nằm ngó bắc Ngó trong chuồng trâu Thấy cái thằng chăn nằm ngáy phò phò Thanh ngưu thì nó đầu mất Tôn hành giả nói lớn rằng con trâu của ngài nó đi dạo rồi lão quân ngó lại kinh hãi mà nói rằng, Hây, không biết cái súc sinh này nó trốn hồi nào thiệt tà vô ý quá. kẽ cái, cái thằng trần thức dậy quỷ lại thưa rằng, hơ, 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 còn mắc ngủ quên hề, còn trâu nó đi hồi nào mà không biết. lão quân hỏi Thần tiên không hề ngủ Sao ngươi lại ngủ Sao ngươi lại ngủ như vậy hả Cái thằng chằn nó lạy và thưa rằng <laughs> Còn thấy có một hộp thuốc rớt ở trong dựa lò Uống thử không dè ngủ mê quá Lão quân nói Ta làm rớt một hộp thuốc phản hỏa đơn Nó lượng uống đậm vào chắc ngủ vùi tới bảy bữa Nên là không ai chằn thành ngừ Mới thừa cờ trốn mất Không biết là nó ăn cắp cái bửu bối chi chăng Tôn hành giả nói Tôi thấy nó có một cái chiếc vòng mà nó độc hại quá sức. Lão quân coi đồ lại rồi nói rằng, nếu vậy thì nó là kim cang chát của ta đó. Tôn hành giả nói, nếu nó là kim cang chát thì nó là vật báu mà ngài đánh tôi năm xưa gần bể sọ mà. Này nó ẩn cắp xuống hạ dưới, nó thâu bửu bối của chúng thần rất nhiều à. Lão quân hỏi, thế chẳng hay bây giờ nó đang ở đâu? Tôn hành giả nói, nó ở động kim đâu? nó bắt thầy tôi và hai sư đệ lại thâu thiết bảng và các bửu bối của Lý Thiên Vương, Hóa Đức Tinh Quân, Nà Trả Thái Tử. Phật tổ sai thập bát la hán, đem 18 hột kim đơn giả quẳng nó, nó cũng thâu luôn. Như vậy thì ông thả châu ra phá đời và hại người cướp của như vậy, chẳng phải là có tội hay chăng? Lão quân nói, kim cang chát bật quá là vật trừ yêu, ta hồi nhỏ dùng phép ấy mà trừ yêu quái, tuy là thần thông như vậy, sòng trắng bao nhiêu, nếu mà nó ăn cắp cái cây quạt bà tiểu, thì ta không biết dùng cái phép chi mà bắt nó. Nói rồi lấy quạt giả đi. Tôn hành giả vui mừng, đi theo dẫn được. Khi ấy, lão quân đến núi Kim Đâu, các vị La Hán và Chư Thần chào hỏi. Lão quân bảo tôn hành giả rằng, ngươi, hãy khiêu chiến và dụ nó ra đây thì ta bắt mới được tôn hành giả vâng lệnh chạy đến cửa động trí mà mắng lớn rằng bỡ xúc xích ra đây mà nạp mạng độc giác tỷ giận mà nói rằng không biết cái con khí ôm nó lại đi thỉnh ai nên là mới tới đầy làm dữ nói rồi cũng cầm giáo đi ra cửa động mà mắng rằng mi viện đặng ai nên làm bộ khí tôn hành giả nói chuyến này chắc mì tới số nói rồi nhảy lại thoi một cái rồi chạy đi độc giác tỷ tức mình chạy theo rượt mãi Giải nghe tiếng kêu ở trên chót núi rằng con trâu đó chưa chịu về nhà mà đợi chừng nào nữa độc giác tỷ ngó thấy lão quân thất sắc mà than rằng con khỉ này thiệt là dữ quá sao nó biết được cội dễ mà tìm đạo ông chú ta vậy Lão quân quạt một cái độc giác tỷ lấy chiếc vòng quăng lên. Lão quân thâu rồi lại quạt tiếp nữa. Độc giác tỷ chân tay bún rún liền hiện nguyên hình. Lão quân lấy kim càng chát, thối một hồi, hơi thành ra cây móc. Xó vào mỗi thanh ngưu Mở dây đai buộc lại Rồi từ giã chư thần Dắt trâu về cùng đầu xuất Còn tôn hành giả và chư thần vào động giết hết tiểu yêu, lấy binh khí rồi từ nhau về hết. Duy có một mình hạ tôn hành giả, ra sau mở trói cho thầy và sa tăng. Bát giới lấy thiết bảng và dắt ngựa ra khỏi động. Thầy trò mừng rỡ vội vã lên đường. Xảy nghe có tiếng kêu rằng, đường tăng, dùng cơm rồi hãy đi. Tam tạng nghe kêu sợ hoãng. Hết chương thứ 52. Chúc các bạn ngủ ngon ạ. À.